Mày sẽ chia tiền hiện tại đơn chỉ vì một thói quen hàng ngày, một thói quen sẽ chia là do they write emails every day. Có ai hỏi gì không có ai nghe rõ không ạ? Lý do ấy ạ? Em chọn mục đích sử dụng ấy ạ? Nói về thói quen hoặc là công việc làm thường xuyên đấy ạ? Công dụng số 3. Vì sao không biết ạ? Vì... tại vì căn cứ vào trên cái dạng từ chị tần suất every day, chắc là việc này sẽ xảy ra hàng ngày rồi đó. Họ thường thường xuyên, họ hàng ngày họ gửi email, thư điện tử. Rất sướng. Mọi người nghe không chị ạ? Alo 123. À, rồi cảm ơn mọi người. Chị có bài trong hay bài ngoài gì mà cũng chưa làm cho nên cũng như nhau thôi thầy ơi, chị thầy gửi bài tập giùm mau với. Không nghe. Đường nào mà chị cũng khóc à, bởi vì chưa làm bài nào hết. À, bài này có từ now, cái nghĩa là nhà mom sẽ dùng làm he isn't playing golf now, vì có now cho nên là dùng hiện tại tiếp diễn, mà có not cho nên là isn't hoặc là is not playing golf. Nghĩa là gì thì nghĩa là hiện tại thì cái anh không có đang chơi golf, có khi là anh đang học ở trong lớp mình chẳng hạn. Vậy đó. Có ai hỏi gì nữa không ạ? Giờ là sai hả? Ủa giờ là sai hả? Ủa mình tính lại là chị đúng hay sai vậy? Không ai hỏi vậy, toàn bình luận không vậy đó hả? Rồi, cảm ơn mọi người. Mom xuống nha. Ý của Secret muốn các bạn làm á, có nghĩa là các bạn giải thích cái lý do là tại sao chọn câu đó. Các bạn dựa vào những công dụng của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn đó. Ví dụ như các bạn thấy chữ now thì các bạn biết là hiện tại đúng không? Ngay hành động đang xảy ra hiện tại. Thì các bạn dùng cái thuật ngữ đó đó, thuật ngữ mà trong bài người ta nói đó để các bạn giải thích để cho các bạn khác ôn lại luôn. Ví dụ như chữ everyday hồi nãy thì các bạn nói là hành động diễn ra lặp đi lặp lại một thói quen. Đó thì được cái là chữ everyday đó là công dụng của nó. Còn chữ now tức là hành động đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thắc mắc được là câu này á nó ở dạng phủ định đúng không? Nếu mà nó dạng phủ định tức nghĩa là cái hành động mà play của anh ta đó nó không có xảy ra. Thì cho dù là ở thời điểm nào đi nữa nó đã không có xảy ra rồi thì tại sao mình lại có thể chia dạng tiếp diễn cho nó được? Các bạn có thắc mắc điều đó không? Bởi vì rõ ràng trong tiếng Việt của mình á thì cái mình sẽ không có thì trong tiếng Việt của mình nó không có rõ ràng lắm. Các bạn có thể nói một câu mà các bạn có thể dựa vào ngữ cảnh để hiểu được á, là nó là đang nói thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn hay là quá khứ tương lai gì đó. Nhưng câu bản thân của câu nói trong tiếng Việt của mình á thì nó không có cái thì,
Nên nếu như cái câu đó mặc trong ngữ cảnh khác đó thì nó sẽ sai cái nghĩa. Nhưng trong tiếng Anh đó thì của nó rõ ràng hơn. Cho nên các bạn mà đặt cái câu trong ngữ cảnh khác đó thì nó sẽ không có đúng. Các bạn sẽ thấy rõ cái sự khác biệt liền. Bây giờ trong câu này á, rõ ràng là gì? Là hành động play đó nó bị phủ định, đúng không? Tức nghĩa là nó không có xảy ra. Thì bây giờ nếu nó đã không có xảy ra rồi thì tại sao mình lại chia thì hiện tại tiếp diễn? Nếu mà nó không có xảy ra thì mình chia hiện tại đơn, tương lai đơn, quá khứ đơn hay gì, thì gì đó cũng như nhau thôi, đúng không? Tại vì đã không có xảy ra rồi mà. Vậy thì lý do tại sao người ta chia hiện tại tiếp diễn ở đây? Các bạn có đặt câu hỏi đó không khi mà các bạn làm bài tập? Đúng rồi, Duotoki giỏi. Có nghĩa là mình có thể hiểu theo một cách đó. Mình có thể hiểu theo cách đó, có nghĩa là anh ta đang làm một việc gì đó. Anh ta đang làm một việc gì đó, đúng không? Nhưng việc đó không phải là cái việc chơi golf. Mà ví dụ như anh ta có thể nói là anh ta đang làm việc trên máy vi tính chẳng hạn, hay là anh ta đang chạy bộ, hay là làm bất cứ một việc gì đó khác mà hành động nó đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Nhưng hành động đó không phải là hành động chơi golf. Vì lý do đó đó mà mình phủ định là phủ định của hành động play golf, mà bởi vì anh ta đang chơi một cái môn thể thao khác, hoặc là anh ta đang làm một cái việc gì khác. Hoặc là đúng cũng giống như chị Momov nói đó. Người ta nghĩ là người ta hỏi là anh ta có phải anh ta đang làm gì? What is he doing now? Ha. Anh ta đang làm gì? Có phải là anh ta đang chơi golf hay không? Thì khi các bạn trả lời câu hỏi này, các bạn sẽ dùng câu phủ định No, he is not, hay là he isn't playing golf now, he is playing basketball chẳng hạn. Có nghĩa là anh ta đang chơi bóng rổ. À, có nghĩa là các bạn sẽ thấy được lý do tại sao người ta chia được cái dạng phủ định trong câu này ha. Mình nói đó. Mình nói thì để các bạn hiểu được lý do, bởi vì trong tiếng Việt mình thì tình huống này mình không có trong tiếng Việt, nên các bạn sẽ thấy nó rất lạ, và các bạn sẽ hiểu được lý do tại sao trong những câu sắp tới đó đó các bạn sẽ thấy là người ta chia thì hiện tại đơn, hay là hiện tại tiếp diễn, hay là những thì khác đó mà các bạn ở dạng phủ định, thì các bạn sẽ thấy nó kỳ, bởi vì rõ ràng hành động nó không có xảy ra thì tại sao mình phải biết được cái thì nào để mà chia, là bởi vì các bạn phải dựa vào cái ngữ cảnh ha. À, đúng rồi, hàng câu đó như hàng nói cũng được. Như hàng nói cũng được, có nghĩa là hành động tạm thời đó. Nhưng câu này rõ ràng nó không có rõ ràng, nó cái tình huống của nó không có rõ ràng cụ thể lắm. Nên mình sẽ dùng cái nghĩa thông dụng hơn đó là hành động đang diễn ra thời điểm hiện tại ha. Câu này diễn tả một thói quen hàng ngày thì em sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn. He normally eats dinner at home. Dạ, câu này diễn tả một thói quen hàng ngày của anh ấy là anh ấy thường ăn tối. Bình thường thì anh ấy sẽ ăn tối tại nhà. Là một thói quen hàng ngày. Bởi vì là có từ normally sao em phải ăn sao em phải ăn sầu riêng hả thầy?
Dạ, mọi người có hỏi em gì nữa không ạ? Thì tiếp diễn. Tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Em nghĩ là đây không phải là một thói quen tạm thời. Ví dụ như là bình thường anh ấy anh có nè. Em thì đang nghĩ trong hoàn cảnh là hỏi anh ấy là anh ấy sẽ ăn cơm ở đâu thì mọi người sẽ nói là bình thường thì anh ấy sẽ ăn ở nhà, không có nghĩa là hôm nay là anh ấy không ăn ở nhà. Dạ, mọi người có hỏi em gì nữa không ạ? Không có, em xuống mai nha. Dạ, em chào cả nhà.